nấu canh với núm bia. Biết tối nay có bị gì không? Đây là giới thiệu mọi người, đây là đầu bếp sinh viên. Khổ lắm mọi người ơi, vợ ốm con đau nhà hết gạo. Hết gạo tổn bia không à? Bếp ga nhìn thấy gạo không? Kim đá cát gì đâu. Rồi coi bếp ga. Dạy nước tương có đường không? Không luôn. Không có đường. Không có ngọt luôn. Không có nước mắm luôn. Có nước mắm được còn khúc nè. Ờ à, còn có tí tí nước mắm à. Như bột muối với dầu ăn là xài được rồi, sống được rồi. Hết thì đi xin. Đi đám thôi nồi thì ăn quá trời luôn. Ăn. Ồ cái này cái tay đẹp dữ vậy ta. Đẹp không mọi người. Chuẩn bị bán rồi trả tiền chụp ảnh cưới nè. Chụp nhiêu? Vừa đủ với nhắn luôn. Vừa đủ nhắn. Mua 4 gói cho mình, 4 gói. Về gió luôn. Rồi, hello anh chị em và con cô bác. Bữa nay là em đang đi tại đây là tại Sóc Trăng. Thì em đang đi đám sinh nhật con của Bảo Bảo mà em kêu là Bảo lại Sóc Trăng đó mọi người, ở Mỹ Xuyên á. Sinh nhật 1 tuổi, có nghĩa là cũng như là hồi nôi á mọi người. Đám hồi nôi. Yeah.
Anh chị em, bà con, cô bác, bữa nay em đang ở trên Bạc Liêu. Ở đây là thuộc về Sim Cán hả mọi người. Chỗ chỗ này gần khu vực của bên vợ anh Tấn, gần Vĩnh Châu. Chỗ mà em hay xuống gần chỗ cây xoài mà hơn 300 năm tuổi là khu vực này nè mọi người. Toàn nuôi vuông, xung quanh này nuôi vuông tôm không. Ồ. Dắt đi đời dắt sống càng xanh trong. Trời ơi, cái đường gì đó hả? Trước ngày giặt, cặp trước ngày giặt. Trời ơi. Đồ chai không hả? Đồ hũ nấm. Thì giờ đi răng bột lại. Thường. Con niêu nước mắm không Bảo? Ăn chay nha, đừng niêu nước mắm nha ba. Tí vô tí. Chưa. Chưa, chưa có xỉn. Bây giờ dọn này vô cái mâm đi. Mày dọn lên cái bàn luôn đi, cái bàn đó là hạ xuống. Thôi rửa tay hết rồi. Đấy. Cái xoài nè, cái xoài xoài nữa hả? Cái xoài này phải có đồ lót mới được. À, em quên nữa. Trước mặt mọi người là có đây, để em giới thiệu mọi người cái này. Video vừa rồi là cái bông điên điển á mọi người. Đây, cây điên điển này nè. Cây điên điển này nhóc quá trời, trời ở đó nguyệt gần luôn kìa. Ông Tâm ông nói ngày mai ông tắt đìa kìa, ông Bảo nói ngày mai tắt đìa đó. À, đang tắt kìa. Bắt cá, bắt cái này, bắt không, bắt tay ông nội ơi, không có xịt. Bắt tay. Có thùng kẹo kéo không Tâm? Ủa cái vuông này vuông gì vậy ta? Không mấy gì chứ như vậy. Nó gần vô bệnh viện rồi đó.
Bây giờ thì cũng mày biết chuyện gì chưa? Tám lại chuẩn bị có vợ nữa rồi mọi người ơi. Đây là Tám lại giới thiệu với anh em bà con là cái vụ sắp cưới vợ đây. Không, không ai sắp cưới, mà sắp được đến với người đó thôi, người đó ở bên Mỹ. Sao? Người Mỹ luôn. Người Mỹ luôn. Nói chuyện với em bà vợ rồi, nhậu chung em vợ rồi luôn. Em bà vợ là bên Mỹ, em vợ 48 tuổi à. Chứ mà vợ mà chó. Vợ thì 24 tuổi. Tuổi thì nhiêu, 38 hả? À? 35. Nhỏ không rồi, vợ 10 tuổi. Nhậu chung rồi. Cứ vợ. Cứ nhậu chung với bà vợ luôn. Mỹ luôn không? Ông nói chuyện không hiểu gì chân á. Ông kia nói tiếng Anh không à. Mình cứ ok ok thôi. Tôi đây dây me em nè em nè. Cá kèo anh em ơi. Ăn mẹ đổ ai ra ăn được ăn đi. Alo. Ăn chén nhiều lắm. Trời anh ơi, tuốt ở trong Vĩnh Trạch nè, có 4 giờ anh mới về điện nha. 4 giờ. Thưa ba, thưa má, thưa chồng. Lấy nước trong lòng, trong ra. Cái cây trên đầu luôn. Có tao. Làm gì? Cái ngục á. Mẹ cũng ngục. Không, cái này là luôn. Nó vô nó gấp gãn, là nó chạy nó kéo đường mà đâu có dục ở đâu. Ăn gấp tôm phải không? Sao bây giờ nó không lặn nữa ta? Bây giờ đặt cái 12 cái ngục xuống xong rồi nó canh không là dặn vắng là vụ kéo đi. Đúng rồi, cái ngục này mạnh lắm. Vòng vòng tới mấy hồ thôi. Thử mấy cái rồi chết rồi. Trong vòng tiếng hồ là nếu mà nuôi công nghiệp trong vòng tiếng hồ là nó bắt 2 cái ngục. Nếu trong bự nó bắt cả một cái nó vô chắc vài chục ký rồi ra, 20-30 ký là nó khỏe đó. Mấy cái ngục chạy mạnh lắm. Chạy rồi một cái mà. Lúc trước nuôi nó đâu có 12 cái ngục. Trời ơi, lúc trước là nó ăn cắp là nó chạy không à. Chạy vô chạy được bắt chín rồi, dưới là bắt chín 2 thằng. 2 thằng, 1 cây mã tấu, 2 cây chạy. Giải một chạy là 5 mấy ký là chuyện bình thường. Là con bót không à. Nhưng mà nó nhanh nhẹ mà biết không? Nó sợ bị phát hiện á. Vết thấy 12 con ngựa cái lo về luôn à. Khỏi đứng lại lâu. Ra hai chài thì là thấy là nó kiếm được đâu. Thời đó nó kiếm được mấy trăm ngàn rồi. Sai lầm. Nó làm như được xong á anh nghĩ á bảo. Tại lúc mình làm cũng là anh quen với bảo gì đó. Trời. Chú anh, chú bảy, chú của anh nha. Giảng viên dùng lên Cần Thơ. Ổng bây giờ là giảng viên Cần Thơ đó. Đó. Mới là chiều nay đó là theo công nghệ sinh học. Nó không đạt được con thứ nhất, thứ hai đó nhiều khi đó, nó bắt con mẹ. Mẹ đẻ ra rồi là con mấy con nào không sử dụng được, không mạnh không có mẹ đó, con đó là chết hết trơn. Sức đề kháng yếu. Là mỗi tháng là mỗi lỗ cái này là một mấy hai chục hai mấy không mà nước biển em biết không là anh chở từ nước biển đâu có xài nước này đâu, xài được nước biển là bước xe đại chở nước biển này là mấy vô luôn không xài toàn nước biển không mà điện thoại xe tải chở vô lên còn nào thường xe tải chở nước luôn phải xử lý bung lên bồn chở vô nằm xử lý xong rồi biết không là toàn bộ là xài đá với cát không cho nó lọc nước đó. Không có quan trọng nhất là cái đất á không thì là cái chạy này nè nó làm hiệu quả luôn vì là tại anh không thời à. Thôi bây giờ em xin phép anh em một video cũng tổng hợp đám hôi nôi rồi sau đám hôi nôi hậu đám hôi nôi tùm lum tà la hết anh em ơi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Thì em cũng những video này thì không có đầu tư gì nhiều. Chắc cũng không được hay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Để mấy video sau em sẽ làm kỹ càng hơn.